Thưa quý vị, đưa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đi vào nề nếp và thực chất, đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tại hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tổ chức vào chiều qua 13 tháng 9. Nhấn mạnh, thời gian qua, với sự lãnh đạo chỉ đạo và quyết tâm của các cấp, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, tăng thêm niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, với tinh thần nghiêm túc và thẳng thắn, vẫn phải nhìn nhận rằng kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn chưa tương xứng với quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần đưa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đi vào nề nếp và thực chất. Tôi xin nhắc lại là hôm nay hội nghị cũng chỉ là một cái bước đầu, một cái biện pháp bước đầu và quán triệt tới cán bộ chủ chốt thôi. Còn quán triệt đầy đủ các cái nội dung thì phải được quán triệt trong toàn thể cơ quan, đơn vị và cấp ủy của mình. Mục tiêu là chúng ta đưa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đi vào lề lếp và thực chất hơn. Trước đây chúng ta mới tập trung quan tâm vào công tác phòng chống tham nhũng, nhưng mà ban chỉ đạo đã quyết định là đưa các nội dung phòng chống tiêu cực vào trở thành một trong những nội dung cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới. Trong đó tôi đề nghị các đồng chí lưu ý 19 cái biểu hiện về hành vi tiêu cực, và nếu chúng ta soi vào đây thì cơ bản chúng ta đều thấy có bóng dáng của chúng ta trong 19 cái hành vi này. Chính vì vậy mà tôi đề nghị người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị chỉ đạo đến từng chi bộ để tổ chức sinh hoạt, thảo luận, làm rõ 19 biểu hiện tiêu cực gắn với từng cá nhân, gắn với vị trí, nhiệm vụ công tác để xác định các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đặc biệt tập trung vào việc phòng chống tiêu cực, nhất là các hành vi sách nhiễu, tham nhũng vặt, tiếp tục xử lý, khắc phục các hạn chế, yếu kém qua các kết luận của Thanh tra Chính phủ và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các bản án có liên quan đến tham nhũng tiêu cực trên địa bàn thành phố. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan phối hợp chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực, nhất là tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cũng nhấn mạnh quyết tâm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy sớm xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng sớm mở chuyên trang chuyên mục tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tiêu cực để người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin, chủ trương, quy định mới về phòng chống tham nhũng tiêu cực.